Chào người nha, em còn hai cái bơm mini Kosin 25 ha, Japan, Nhật chuẩn nha. Này hàng bãi chưa dọn nha, về có sao mình bán vậy thôi. Bên đây nó cống bể. Về dán lại nha, dán này lại xài tạm. Chế còn ha. Con này tụt cái giật này. Con này máy giật được nè, con này máy giật được không cứng nè. Hai con này em xả nha, em không có bao hết nha mọi người. Về sao bán vậy thôi. Con này nó không có bên sân lớn. Hai con này 500 nghìn nha. Hai cặp này hai là 500 nghìn nha mọi người, tính ra là 250 một con. Là em bán nguyên cặp, em không có bao ship nha. Và em không có bớt nha mọi người nha. Này em bán cho nhanh là bán hai con luôn nha. Để tại con hai con cùng mã. Đó, 500 nghìn hai con nha. Anh em mua về tự dọn, con này giật được nè. Rồi, 500 nghìn nha mọi người, không bao ship.